Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu, trong ngày bất cứ khó tìm cầu. Con nay nghe Thái chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghiệp nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 5 phẩm 3 vô thượng phần 2. Lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, xin hãy nói cho con về tự tánh giác ngộ của Như Lai, ứng chánh đẳng giác. Nhờ đó con và các Bồ Tát được giác ngộ thiện xảo và làm cho người khác được giác ngộ. Đức Phật nói: Này Đại Tuệ, ta sẽ trả lời theo lời ông muốn hỏi. Đại Tuệ thưa: Vâng, Bạch Thế Tôn. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác được xem là tạo thành hay không tạo thành, là kết quả, là nguyên nhân, là biểu hiện hay sự biểu hiện, là được nói hay nói cái biết hay cái được biết. Như vậy những cụm từ này là khác hay không khác? Đức Phật bảo: Này Đại Tuệ, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác không phải được tạo thành, cũng không phải không được tạo thành, không phải là nguyên nhân, không phải là kết quả, không phải là biểu hiện, không phải là sự được biểu hiện, không phải là nói hay được nói, không phải là cái biết, không phải là cái được biết. Vì sao? Vì tất cả đều phạm vào sai lầm. Này Đại Tuệ, nếu Như Lai được tạo thành thì Như Lai là vô thường. Nếu Như Lai là vô thường thì tất cả những gì được tạo thành cũng là một Như Lai. Ta và các Đức Phật hoàn toàn không chấp nhận như vậy. Nếu Như Lai là không được tạo thành thì không có thể tánh và phương tiện tu tập để giác ngộ, để đạt chứng ngộ hoàn toàn vô ích. Giống như sừng thỏ hay đứa con của người thạch nữ, vì chúng không phải là nguyên nhân tạo thành. Cái gì không phải nguyên nhân, không phải kết quả thì không phải là hữu hay vô. Nó không phải là hữu hay vô thì vượt ngoài tứ cố. Gọi tứ cố nghĩa là tùy thuận theo thế tục và có ngôn thuyết. Nếu vượt ngoài tứ cố thì chỉ có lời lẽ, giống như đứa con của người thạch nữ. Này Đại Tuệ, đứa con của người thạch nữ chỉ có ngôn từ suông và ở ngoài tứ cố. Vì ở ngoài tứ cố cho nên không thể đo lường được. Những người trí cần phải biết tất cả cố nghĩa chỉ về Như Lai vậy. Này Đại Tuệ, như ta đã nói, tất cả các pháp đều vô ngã, vì trong các pháp không có tự tánh nên ta bảo là vô ngã. Đặc tính của những pháp này không thuộc về những pháp khác, nên biết cố nghĩa của Như Lai cũng như vậy. Này Đại Tuệ, với như bản chất của một con bò thì không như con ngựa, và bản chất của một con ngựa thì không như con bò. Tất cả các pháp cũng như vậy, không phải hữu, cũng không phải vô. Mỗi thứ đều có đặc tính riêng của nó. Đây là điều những kẻ phàm phu không thể hiểu được. Vì sao mà họ không hiểu? Bởi vì họ phân biệt, còn phải hiểu rằng tất cả các pháp là trống không, không được sinh ra và không có tự tánh, tất cả đều như vậy. Này Đại Tuệ, Như Lai và các uẩn không phải không khác, cũng không phải khác. Nếu Như Lai là không khác thì Như Lai là vô thường. Vì năm uẩn và các pháp là những gì được tạo thành, nếu Như Lai là khác thì tất cả hai bên là hai thực thể riêng biệt nhau, giống như hai cái sừng của một con bò, có khác nhưng không khác, tương tự nhau là không khác, dài ngắn khác nên khác. Như cái sừng bên phải của con bò khác với cái sừng bên trái của nó, dài ngắn không đồng, màu sắc cũng khác, nhưng cũng không khác nhau. Đối với các uẩn, các giới và các xứ, tất cả pháp cũng như vậy. Này Đại Tuệ, Như Lai có thể được diễn tả bằng từ giải thoát. Như Lai là khác với giải thoát hay không khác với giải thoát? Nếu Như Lai mà khác với giải thoát thì Như Lai cùng sắc tướng tương ưng. Nếu Như Lai cùng sắc tướng tương ưng là vô thường. Nếu Như Lai là không khác thì cái thấy của người tu hành phải không khác biệt, nhưng có sự khác biệt nên chẳng phải không khác. Như vậy trí tuệ cùng với sự biết chẳng phải khác, cũng chẳng phải không khác. Nếu chẳng phải khác, chẳng phải là khác, chẳng phải là không khác thì không phải là thường hành hay không thường hành, không phải là tạo tác hay không tạo tác, không phải là làm, không phải là không làm, không phải là biết, không phải là cái được biết, không phải tướng cũng không phải thuộc tướng, không phải uẩn không phải khác với uẩn, không phải nói cũng không phải bị nói, không phải một cũng không phải khác, không phải liên kết cũng không phải không phải không liên kết. Do nghĩa này nên nó vượt khỏi tất cả các lượng. Vì vượt qua tất cả các lượng nên chỉ có ngôn từ. Vì chỉ có ngôn từ nên không được sinh ra. Cái gì không được sinh ra thì không bị đoạn diệt. Những gì không bị đoạn diệt thì giống như hư không. Này này, tại hư không không phải là tạo tác hay sự tồn tại.
Vì chẳng phải tạo tác, chẳng phải sự tạo tác nên xa lìa sự lệ thuộc, vì xa lìa sự lệ thuộc nên vượt qua tất cả các pháp hỷ luận, vượt khỏi tất cả các pháp hỷ luận đó là Như Lai. Như Lai là thể của chánh đẳng giác, chánh đẳng giác là bệnh viện xa lìa cảnh giới các căn. Đức Thế Tôn nói kệ: vượt qua các lượng gia căn, không nguyên nhân kết quả, tướng nêu và được nêu, để vượt khỏi tất cả, uẩn duyên cùng chánh giác, một khác không thể thấy, là không có người thấy, là sao sinh phân biệt. Không tạo không phải tạo, không nhận không phải nhận, không uẩn không phải uẩn, mà chẳng phải vật khác. Không có một pháp thể, như họ phân biệt thấy cũng chẳng phải là không. Nói các pháp như vậy, đối hữu nên thành vô, đối vô nên thành hữu, không thể giữ được vô, vô không nên nói hữu. Không hiểu ngã vô ngã, chấp chặt nơi ngôn từ, đắm chìm nơi nhị biên, tự hoài hoài cuộc đời. Đó ai thấy pháp này, đi xa mọi lầm lỗi, cái nhìn này chân chính, không hủy hoại đạo sư. Bây giờ Bồ Tát đại tuệ bạch Bát Thế Tôn, như trong kinh Phật dạy, nếu tất cả là không sinh không diệt, thì không có sự phân biệt hay nắm bắt. Điều này phải chăng là một tên gọi khác của Như Lai? Bát Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con, sự không sinh không diệt này có phải là một pháp không thật không? Và có phải là một tên gọi khác của Như Lai Bát Thế Tôn nói không? Thế Tôn dạy thì tất cả pháp không sinh không diệt, vì biết rằng chúng không bị rơi vào chấp có và không. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các pháp là không sanh thì không ai có thể nắm bắt, vì không có pháp nhỏ gì, vì ai là Như Lai? Cuối sinh Thế Tôn giảng dạy cho con. Đức Phật nói: là đại tuệ, ông hãy lắng nghe ta dạy. Như Lai không phải là một pháp không, một học chủng chẳng thuộc về không sinh không diệt, không thể nắm bắt được, cũng không nhờ chờ nhân duyên, chẳng phải có nghĩa ta nói Như Lai tức là vô sinh. Như Lai cũng có một tên khác là pháp thân ý sinh. Tất cả hàng ngoại đạo thanh văn duyên giác và Bồ Tát có ở địa thứ bảy không hiểu được nghĩa này. Này đại tuệ, ví như địa vị đế thích hay hư không, cho đến tay chân tùy mỗi vật mà có nhiều tên gọi khác nhau. Không phải do có nhiều tên gọi khác nhau mà có nhiều thân thể, cũng không phải không có thân thể. Này đại tuệ, ta cũng như vậy, thế giới tai bài này có đến 100.000 lần ba a tăng kỳ tên gọi, cho cái phàm phu tuy nghe tuy gọi mà không biết rằng tất cả đó là tên gọi khác nhau của Như Lai. Trong đó có một số người biết ta là Như Lai, một số người biết ta là đấng tự tại, là bậc vô sư, là bậc đạo sư, là thắng đạo, là phổ đạo, là Phật, là ngu vương, là phạm vương, là tùy nữ, là tự tại, là thắng giả, là ca tỳ la, là chân thật biên, là vô tận, là tùy tướng, là như phong, là như hỏa, là câu tỳ la, là mặt trăng, là mặt trời, là đại vương, là tiên, là miệt ca, là nhân đà la, là sao sáng, là đại lực, là như thủy, là đấng không hoại diệt, là đấng không sinh, tấn, là tánh không, là chân như, là chân lý, là thật tánh, là thật tế, là pháp giới, là niết bàn, là thường trú, là bình đẳng, là bất nhị, là vô tướng, là tịch diệt, là đầy đủ tướng, là nhân duyên, là Phật tánh, là giáo đạo, là giải thoát, là đạo lộ, là bậc nhất thiết trí, là bậc tối thắng, là ý thành thân. Ta có đủ 100.000 lần ba tăng kỳ tên gọi không hơn không kém như vậy. Trong cõi này và trong cõi các cõi khác, ta được mọi người biết như mặt trăng trong nước, không vào không ra. Chỉ có những người ngu si đã vào nhị biên đã không hiểu được điều ấy. Mặc dầu vẫn cung kính phụng sự cúng dường ta, nhưng họ không hiểu đúng nghĩa của danh của các danh từ của nghĩa. Họ chấp chặt vào ngôn từ kinh điển, không hiểu đâu là chân lý, cho rằng không bị sinh diệt là một thể tánh không thật, và không biết là tên gọi khác nhau của Phật như Nhân Đà La, Thích Yết La, chỉ tin vào kinh điển mà không hiểu chân lý. Do đó đối với tất cả các pháp, họ vinh vào ngôn từ để giữ lấy nghĩa. Những người ngu này tuyên bố rằng từ ngữ thế nào thì nghĩa như thế đó, vì ý, vì nghĩa không khác với từ ngữ. Vì sao vì nghĩa không thể, vì không có thể riêng của nó. Những người này không hiểu tự tánh của ngôn ngữ và cho rằng ngôn ngữ tức là nghĩa, chứ không có nghĩa khác. Là đại tuệ, những người ngu si kia không biết rằng ngôn ngữ thì phải bị sinh và diệt, chứ nghĩa thì không bị sinh diệt. Là đại tuệ, tất cả ngôn ngữ bị tùy thuộc vào văn tự,
Chữ nghĩa thì không tùy thuộc vào văn tự, vì nghĩa tách rời khỏi hữu và vô, nên nó không sinh, không có bản tế. Này đại tệ, Như Lai không dạy những pháp nào tùy thuộc vào văn tự, vì văn tự thì sở hữu và vô của nó không thể nắm bắt được, ngoại trừ không bị lệ thuộc vào văn tự. Này đại tuệ, nếu người nào thuyết pháp mà lệ thuộc vào văn tự thì đó là những người nói hư vọng. Vì sao? Vì tự tánh các pháp vượt ra ngoài văn tự. Thế nên này đại tuệ, ta cùng chư Phật và các vị Bồ Tát thuyết giả trong kinh rằng, Như Lai không giảng, nói hay trả lời một chữ nào. Vì sao? Vì tất cả các pháp vượt ra ngoài văn tự, cho nên không phải Như Lai không dạy những gì phù hợp với ý nghĩa mà giảng nói theo sự phân biệt. Này đại tuệ, nếu không được thuyết giảng thì giáo pháp sẽ bị đoạn tuyệt. Giáo pháp bị đoạn tuyệt thì không còn thanh văn duy giác, Bồ Tát và chư Phật, và tất cả đều không có, thì không có ai giảng dạy và giảng dạy cho ai. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát không nên lệ thuộc vào văn tự mà tuân y thuyết pháp. Ta và các đức Phật đều tùy theo phiền não và sự ưa thích của chúng sinh là phần nhiều là không giống nhau. Vì thế để chỉ bày, giảng nói cho họ và làm cho họ hiểu các pháp không ngoài cảnh giới được thế tự tâm, chứ không phải ngoại cảnh, từ bỏ hai sự phân biệt để hóa chuyển tâm ý thức, chứ không phải để thành lập sự tự chứng phát sinh từ thánh trí. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát cần phải phù hợp với nghĩa, cho nên dựa vào văn tự. Vì dựa vào văn tự sẽ bị rơi vào tà kiến, chấp chặt vào chủ thuyết của mình và mà phát khởi ra ngôn từ. Họ không hiểu về những pháp tướng, văn chương hay câu cú, chính họ đã bị tổn hại và còn làm tổn hại cho người khác nữa. Họ không làm cho tâm người khác được tỏ ngộ. Nếu họ hiểu rõ về chỗ nghĩa, câu cú và thông suốt tất cả pháp tướng của tất cả các pháp, thì họ sẽ làm cho tự thân được hưởng thọ sự an lạc vô tướng, cũng làm cho những người khác được an trú trong đại thừa. Nếu làm cho người khác được an trú trong đại thừa, thì họ sẽ được sự bảo hộ của tất cả chư Phật, thanh văn chuyên giác và các Bồ Tát. Nếu được chư Phật, thanh văn chuyên giác, Bồ Tát bảo hộ, họ sẽ bảo hộ tất cả chúng sinh. Nếu họ bảo hộ được tất cả chúng sinh, thì họ sẽ bảo hộ tất cả chánh pháp. Chánh pháp được bảo hộ thì hạt giống Phật không bị đoạn tuyệt. Khi hạt giống Phật không bị đoạn tuyệt thì sẽ đạt đến nơi thắng diệu. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát sinh vào nơi thắng diệu vì muốn làm cho chúng sinh an trú nơi đại thừa. Họ dùng 10 lực tự tài và nhiều hình tướng khác nhau và tùy theo căn cơ chúng sinh mà thuyết giải pháp chân thật. Pháp chân thật nghĩa là không sai, không khác, không đến, không đi. Nó chấm dứt mọi hỷ luận. Vì thế này đại tuệ, các thiện nam, thiện nữ không nên theo lời nói và bị chấp trước vào ý nghĩa. Vì sao? Vì pháp chân thật xa lìa văn tự. Này đại tuệ, ví dụ có người dùng ngón tay chỉ một vật gì đó thì bé lại lấy ngón tay, thấy ngón tay chỉ chứ không thấy vật được chỉ. Người ngu cũng như vậy, họ vin vào lời, vào ngón tay lời nói mà sinh chấp chặt, thậm chí cho đến lúc chết cũng không bỏ được ngón tay từ ngữ để nắm lấy chân lý tối hậu. Này đại tuệ, ví dụ em bé thì phải ăn thức ăn chính giờ. Có người không biết là cách làm cho thức ăn chính giờ và cho em bé ăn thức ăn sống, làm cho em bé bị rối loạn. Pháp bất sinh bất diệt cũng vậy, nếu người không biết cách tu tập thì đó là pháp bất thiện. Vì thế các ông hãy khéo phương tiện tu tập, không nên vin vào ngôn từ như kẻ chấp vào ngón tay. Này đại tuệ, ý người dân thật ví dụ thắng vắng lặng, đó là nguyên nhân của niết bàn. Còn các từ ngữ thì đi đôi cùng phòng tưởng, hợp theo dòng luân chuyển sinh tử. Này đại tệ, người chân thật đạt được từ lời học nhiều. Và sự học nhiều này là nghĩa khéo hiểu nơi nghĩa, chứ không phải giỏi nơi ngôn từ. Khéo hiểu ý nghĩa thì hoàn toàn không liên hệ gì đến những kiến giải sai lầm của ngoại đạo. Thế ta không bị đọa và cũng làm cho người khác không bị đọa. Đây mới được gọi là người học nhiều về nghĩa. Nhưng ai muốn cầu nghĩa hãy nên thân cận, còn những kẻ bị đang buộc phòng ngôn từ thì hãy rời bỏ đánh xa. Bởi vì Bồ Tát đại tuệ nếu mà đại oai lực của Đức Phật, đại bạch Phật, bạch Thế Tôn không có gì khác biệt với giáo pháp của Như Lai và sự bất sinh bất diệt cả. Vì sao? Vì tất cả hàng ngoại đạo cũng tuyên bố nguyên nhân của họ là bất sinh bất diệt, và Thế Tôn cũng tuyên bố
hư không, niết bàn. Già phi trạch diệt là bất sinh bất diệt. Các nhà ngoại đạo tuyên bố rằng thế gian sinh khởi từ nhân duyên tạo tác. Thế Tôn cũng tuyên bố rằng thế gian sinh khởi từ vô minh ái nghiệp. Cả hai đều nói đến nhân duyên và chỉ khác nhau về tên gọi mà thôi. Nguyên nhân và ngoại vật cũng là như vậy. Và Thế Tôn như vậy không có gì khác nhau giữa giáo pháp Phật cùng giáo pháp của ngoại đạo. Ngoại đạo cho rằng vi trần thắng diệu tự tại sân chủ, chính vật ấy là bất sinh bất diệt. Thế Tôn cũng nói tất cả các pháp bất sinh bất diệt, vì hữu và vô của chúng đều không thể nắm bắt được. Và Thế Tôn các đại chúng thì không hoại diệt, vì tự tướng của chúng là bất sinh bất diệt, đối chuyển trong vòng quanh trong các nẻo, nên tự tánh ấy không bỏ. Tuy sự phân biệt của Thế Tôn và các nhà ngoại đạo có khác nhau chút ít, nhưng tất cả đều không khác các nhà ngoại đạo đã nói. Vì thế giáo pháp của Phật và các ngoại đạo giống nhau. Nếu có điều gì không giống nhau, xin Thế Tôn giảng giải cho con những điều gì Phật dạy là tối thắng. Nếu không có gì đặc biệt trong giáo pháp của Phật đối với ngoại đạo, thì đó tức là Phật tánh trong các ngoại đạo. Vì trong hai giáo pháp ấy cũng nói về bất sinh bất diệt. Thế Tôn đã tuyên bố rằng không có nhiều Phật trong cùng một thế giới. Nhưng rồi thế giới, vừa rồi Thế Tôn dạy như vậy, tức là có. Đức Phật nói là đại tuệ, trong giáo pháp của ta dạy về bất sinh, bất diệt. Không giống các nhà ngoại đạo của nó về bất sinh, bất diệt. Cũng giống như luận thuyết về bất sinh và vô thường của họ. Vì sao? Vì học thuyết của các nhà ngoại đạo về bất sinh, bất diệt vốn đã có tướng thật tánh của nó. Giáo pháp của ta không rơi vào hữu và vô. Giáo pháp của ta vượt ra ngoài hữu và vô, vượt ra ngoài sinh và diệt. Tại sao là phi vô? Vì tất cả những gì được trông thấy đều như màu sắc, như huyễn giả, như giấc mộng. Tại sao là phi hữu? Vì tự tánh của sắc tướng hoàn toàn không thật có. Chúng được nhìn thấy hay không nhìn thấy, chúng có thể nắm bắt được và không thể nắm bắt được. Vì thế nên ta bảo tất cả các pháp là hiện hữu và phi hiện hữu. Khi người ta hiểu rằng tất cả những gì được thấy do chính tự tâm, thì phân biệt không còn sinh khởi và được an trú nơi tự tánh. Những gì được tạo tác nơi thế gian vĩnh viễn đều chấm dứt. Người ngu thì tạo tác và phân biệt, chứ bậc hiền thánh thì không như vậy. Nên đại tuệ vọng tâm phân biệt là cảnh giới không thật, chứ thành kẻ tác bà như người tạo ra trò ảo thuật. Này đại tuệ, với những đứa bé trong thế thành kẻ tác bà, và do ảo thuật mà chúng thấy trong đó có người, có kẻ buôn bán đi ra đi vào, tất cả đó chỉ do sự phân biệt của tâm mê mà cho rằng thật sự là có. Phàm phú cũng nhận thức về sinh và bất sinh, hữu vi hay vô vi cũng đều như vậy. Những người được sinh ra bằng ảo thuật thì khi mất đi cũng là trò ảo thuật. Thật sự đã là người do ảo thuật thì không sinh, không diệt, các pháp cũng không liên hệ gì đến sinh diệt cả. Này đại tuệ, người ngu có những ý niệm sai lầm khi nhìn nhận về sự sinh diệt như vậy, và các bậc trí thì không. Ý niệm sai lầm nghĩa là cái nhìn điên đảo, cho rằng tất cả các pháp có tự tánh của chúng. Cái nhìn điên đảo nghĩa là chấp vào các pháp có tự tánh của chúng, chứ không thấy sự vắng lặng, không nhận thấy sự vắng lặng, để không thể xa lìa sự phân biệt sai lầm. Vì thế này đại tuệ, một trí tuệ thấy được vô tướng mới là cao siêu, chứ không phải là thấy được tướng. Vì tướng là nhân sinh ra, nếu vô tướng thì không có phân biệt, bất sinh, bất diệt, đó là Niết Bàn. Này đại tuệ, Niết Bàn nghĩa là nhìn thấu suốt chỗ như thật, hoàn toàn từ bỏ tâm phân biệt và những gì thuộc về tâm. Đạt được tự chứng bằng thánh trí, là trí của Như Lai, ta gọi đó là Niết Bàn vắng lặng. Đức Thế Tôn nói kệ, vì trừ chấp hữu sinh nên thành lập vô sinh, ta thuyết phi nguyên nhân, người ngu không hiểu được.
dạng pháp đều không sanh, không nghĩa là không pháp, như thành càng huyễn mộng, dầu có không nguyên nhân, không vô tánh vô sinh, cho con biết gì sao trước các duyên hòa hợp, không thấy bằng trí tuệ. Do đó ta tuyên bố không vô sinh vô tánh, mà mọi duyên hòa hợp hiện hữu nhưng không có. Phân tích không hòa hợp, không như ngoại đạo thấy, như mộng, như tóc mắt rải, thành càng và sóng nắng, giới hiện không có nhân, thế sự đều như vậy, bẻ gãy thuyết hữu nhân, nêu lên thuyết vô sinh. Nghĩa vô sinh tồn tại, pháp nhãn thường không diệt, ta nói luận vô nhân, ngoại đạo đều kinh sợ. Vì sao nhân ở đâu, tại sao lại xuất hiện, quan sát pháp hữu vi, chẳng nhân chẳng vô nhân. Ngoại đạo luận sinh diệt, kiến giải bị loại trừ, phi hữu nên bất sinh, hay đợi các có các duyên. Lì hữu tên vô hữu, là hữu tên vô nghĩa, sinh vật dạy cho con, phi hữu không bất sinh, cũng không chờ nhân duyên. Không phải tên của hữu, cũng không tên vô nghĩa, tất cả hàng ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, không thuộc hàng thất địa. Đây là nghĩa bất sinh, gạt bỏ các nhân duyên, không năng tác sở tác, chỉ kiến lập do tâm, ta gọi đó vô sinh. Các pháp không nhân sinh, phi vô và phi hữu, liền phân biệt năng sở, ta gọi đó vô sinh. Tâm thoát khỏi đối tượng, dứt bỏ hai tự tánh, như vậy chuyển sở y, ta gọi đó vô sinh. Không vật hiện bên ngoài, không có nắm chấp tâm, đoạn tất cả kiến hoặc, đây là tướng vô sinh. Các từ không vô tánh, nghĩa ấy đều như vậy, không, không phải rỗng không, vô sinh nên gọi không. Nhân duyên cùng tụ hội, cho nên có sinh diệt, nhân duyên bị phân tán, thì không sinh không diệt. Nếu lìa các nhân duyên, thì mọi vật không có, đồng tánh và khác tánh, do người ngu phân biệt. Không gì được sinh ra, hữu vô cũng như vậy, ngoài trừ đủ các duyên. Đời ấy có sinh diệt, gọi là tùy tục giả. Nhân duyên như móc xích, nếu rời xích nhân duyên, sự sinh không còn nghĩa. Ta nói chuỗi móc xích, không sinh nên bất sinh. Thoát lỗi của ngoại đạo, người ngu không hiểu được. Nếu thoát duyên móc xích, vẫn có pháp riêng sinh. Đó là luận vô nhân, phá hoại nghĩa vòng xích. Như đèn soi chiếu vật, vòng xích hiện cũng vậy. Đây là liệt dòng xích riêng có các pháp hiện. Không sinh thì không tánh, thể tánh như hư không. Rời vòng xích cầu pháp, sự phân biệt kẻ ngu. Là có vô sinh khác, là pháp bậc thắng đắc. Nó sinh trong bất sinh, đó là nhẫn vô sinh. Khi tất cả thế giới không gì ngoài dòng xích, đã hiểu như vậy, tâm đạt sự an định. Do mình cũng ái nghiệp, là vòng xích bên trong, trọng tử bùng bánh xe và vòng xích bên ngoài. Nếu bảo có pháp ác sinh ra từ nhân duyên, ta vá nghĩa vòng xích không phải giáo lý đúng. Pháp sinh lại không có, đó là nhân duyên gì? Giữa nhau mà phát sinh, đây chính nghĩa nhân duyên. Tính cưỡng ước nóng động, do người ngu phân biệt, không pháp nào ngoài duyên. Nên bảo không tự tánh, như thuốc trị tùy bệnh. Nguyên tắc không khác nhau, do khác nhau của bệnh, phương thuốc mọi mọi khác. Tại vì các chúng sinh, diệt trừ bệnh phiền não, biết năng lực mạnh yếu, tại vì các pháp môn, các phiền não khác nhau, và có nhiều phương cách. Duy có một đại thừa, tam thánh đạo thanh lương. Bồ Tát Đại Tuệ bạch và Thế Tôn tất cả các nhà ngoại đạo đều vọng nói về vô thường. Thế Tôn cũng tuyên bố các pháp hữu vi là vô thường, là pháp sanh diệt. Chỉ biết điều này đúng hay sai, và có bao nhiêu loại vô thường. Đức Phật nói, theo các nhà ngoại đạo thì có 7 loại vô thường. Chứ trong giải pháp của ta không có. 7 loại đó là: một, có thứ cho rằng vừa khởi đầu là chấm dứt, gọi là vô thường, rồi sinh, sinh lại rồi không sinh, đó là tánh vô thường. Hai, có thứ cho rằng vô thường là thay đổi hình trạng. Ba, có thứ cho rằng sắc tức là vô thường. Bốn, có thuyết bảo sự thay đổi của sắc gọi là vô thường. Khi tất cả các pháp hiện hữu liên tục, không gián đoạn, có thể làm thay đổi các đặc tính của tự nhiên của chúng và trở về gì, giống như trình tự thay đổi trở thành sữa chua, mặc dù không thể thấy
nhưng có sự tan hoại xảy ra trong tất cả các pháp. Năm, có thuyết cho rằng sự vật là vô thường. Sáu, có thuyết cho rằng sự vật hay không sự vật đều vô thường. Bảy, có thuyết cho rằng không được sinh ra là vô thường, vì vô thường có khắp trong tất cả các pháp. Trong đó sự vật hay không sự vật đều vô thường, nghĩa là các sự vật tạo ra hay được tạo ra thì bản chất của nó cũng bị hoại diệt từ tánh quả đại chúng, không bao giờ sinh khỏi. Sự vô thường là bất sinh, nghĩa là không có thường cũng không có vô thường. Như vậy tất cả đều không hiện hữu. Phân tích cho đến vi trần tận cùng cũng không tìm thấy. Vì không hiện hữu cho nên gọi là không sinh. Đây là tướng vô thường, bất sinh. Do không hiểu nghĩa này nên các nhà ngoại đạo rơi vào nghĩa vô thường, đặt trên cơ sở bản sinh. Sự vô thường như vật hiện hữu, nghĩa là cái gì không phải thường hẳn, là chỗ không phải là vô thường. Nhưng cái nhà ngoại đạo tự sinh phân biệt. Ý nghĩa điều này như thế nào? Cái pháp gọi là vô thường, tụi nó không bị hoại diệt, nhưng có thể có sự biến hoại của tất cả các pháp. Và nếu không phải vô thường là biến hoại tất cả các pháp, thì sẽ không có sự hoại diệt nào nơi tất cả các pháp. Như cây gậy, cây búa, cục đá, cục gạch có thể đập vỡ các vật, nhưng không tự đập mình được. Ở đây cũng như vậy. Này đại tuệ, hiện tại chúng ta thấy vô thường của tất cả các pháp mà không có sự khác biệt nào giữa nhân và quả. Vô thường ở đây như thế nào? Đó là kết quả không khác nhau. Cho nên nguyên nhân và kết quả đều là thường. Không thể có nhân làm cho các pháp không được tạo thành. Này đại tuệ, các pháp hoại diệt thật ra cũng có nguyên nhân, nhưng người ngu không thể hiểu được như vậy. Này đại tuệ, nguyên nhân khác thì không thể sinh ra quả khác. Nếu kết quả sinh ra thì tất cả các pháp khác cũng cùng nhau sinh. Không có sự khác nhau giữa pháp này và pháp kia. Đang sinh, sở sinh thì không có sự khác. Nhưng hiện tại thì có khác nhau. Vì sao nguyên nhân khác sẽ nơi kết quả khác? Này đại tuệ, nếu có một sự hiện hữu, các pháp được xem là tính chất vô thường, thì nó sẽ cùng với kết quả của có tính chất vô thường. Từ nó là vô thường. Vậy thì các pháp không được xem là vô thường, mà phải xem là thường. Này đại tuệ, đến giấc vô thường nằm bên trong các pháp, thì nó cũng sẽ cùng với các pháp rơi vào ba đời. Nó mất đi cùng với các pháp trong quá khứ, và tương lai thì không sinh, và hiện tại đều tan rã. Tất cả các nhà ngoại đạo đều chấp rằng, thể tánh của bốn đại chúng không thể hoại diệt, tức là đại chúng khác nhau. Đại chúng tạo thành sắc chất không phải khác nhau, cũng không phải không khác nhau. Nên tự tánh của nó không hoại diệt. Này đại tuệ, trong ba cõi được xác lập là tạo thành với các đại trong vòng sinh trụ và diệt, làm sao mà các nhà ngoại đạo bảo có sự hiện hữu riêng của tính chất vô thường sinh nơi vạn vật mà không hoại diệt ư? Quan niệm vô thường là vừa sinh liền mất, chẳng phải đại chủng hộ tương tạo ra đại chủng vì chúng khác nhau, cũng chẳng phải do tự tướng tạo ra vì không phải vì không khác vậy. Nó cũng chẳng phải cùng nhau tạo và chúng cùng trái ngược nhau, nên biết rằng không phải vừa tạo ra liền mất nên gọi là vô thường. Quan niệm cho rằng vô thường là những biến đổi về hình tướng, nghĩa là năng tạo và sở tạo không bị tan hoại, mà chỉ có hình tướng là bị tan hoại. Nghĩa như thế nào? Nghĩa là phân tích sắc chất cho đến vi trần thì chỉ hoại hình tướng dài ngắn để thấy, chứ không phải hoại cơ thể năng tạo, sở tạo sắc. Như vậy là rơi vào chủ trương phái số luận. Sắc tức là vô thường. Nghĩa này chỉ cho sự vô thường của các hình dạng bên ngoài, chứ không phải của tánh đại chúng. Nếu tánh đại chúng cũng vô thường thì tất cả mọi sự trên đời này đều không cả. Mọi sự trên đời đều không, nên biết là lấy kiến giải của phái Lộ Ca Gia. Thì kiến giải này thì tất cả các pháp chỉ có từ ngữ mà thôi, vì tự tánh của nó cùng sinh ra. Vô thường biến đổi nghĩa là sự biến đổi của sắc thể, chứ không phải sự biến đổi của đại chúng. Ví như vàng được làm thành nhiều đồ trang sức, có nhiều hình thức trang trí khác nhau,
nhưng chất vàng thì không thay đổi. Trường hợp này cũng vậy. Này đại tuệ, những kiến giải này rất nhiều do các nhà ngoại đạo nhận thức về tính vô thường bằng sự phân biệt sai lầm. Như đã nói ở đây, lửa không thể đốt cháy thượng tướng của các lửa, nhưng tự nó phân tán, nếu có thể đốt cháy thì có sự đoạn diệt của các đại chúng. Đại tuệ, ta nói các pháp không thường hằng cũng không vô thường. Vì sao? Vì các pháp bên ngoài là không nắm bắt được, bao cõi chính tại nơi tâm. Ta không nói đến các hình thức bản tính của đại chúng, một mọi khác nhau, không có sinh, không có diệt, không có sự tạo ra hay đã được tạo ra. Không có hai loại thể tánh năng thủ và sở thủ, vì bởi vì tất cả đều từ phân biệt phát sinh. Khi đã nhận biết đúng rằng do bản chất nhị biên và thông đạt những gì hiện hữu đều chính tự tâm, thì sẽ vượt ngoài hai định kiến giả hữu và vô. Không còn định kiến giả hữu và vô thì không còn phân biệt về năng tạo và sơ tạo. Này đại tuệ, thế gian suốt thế gian và các pháp thường thường của thế gian chỉ là tự tâm, chả phải là thường hằng hay vô thường. Nó không hiểu rõ điều này thì bị rơi vào kiến thức sai lầm nhị biên của ngoại đạo. Này đại tuệ, tất cả các nhà ngoại đạo không hiểu rõ ba pháp này, họ dựa vào sự phân biệt mà phát khởi ngôn từ và chấp vào tánh vô thường. Này đại tuệ, cái bài pháp này, ngôn ngữ của nó và phân biệt cảnh giới ấy, chẳng phải người ngu có thể hiểu được điều này. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, giờ tạo liền chấm dứt, sự biến đổi hình thức, các vật thể vô thường, ngoài đạo lầm phân biệt, các pháp không hoại diệt. Các đại tánh thường trụ, ngoài đạo thấy khác nhiều, chấp vô thường như thế, các nhà ngoại đạo ấy đều nói không sinh diệt. Các đại tánh vô thường, ai chấp vô thường pháp, nhận thức được nhận thức, tất cả chỉ tại tâm, nhị biên từ tâm hiện, không có ngã thuộc ngã. Các pháp của phạm thiên, ta chỉ nói tại tâm, ngoài tâm duy nhất ấy, tất cả đều không có. Phần bốn hiện chứng, lúc bấy giờ, Bồ Tát Đại Tuệ bạch, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con biết trạng thái liên tục theo trình tự của dược toàn định mà tất cả tinh văn duyên giác đạt được. Vì khi con và các Bồ Tát không đã thông hiểu sâu xa nơi dược toàn định rồi, sẽ được an lạc và không còn bị mê lầm, không đem vào nhị thừa và trong sự rối loạn của các nhà ngoại đạo. Đức Phật nói, hãy lắng nghe, là đại tuệ, các Bồ Tát nào đã đạt được, đạt tới địa thứ sáu, thì cũng như các thanh văn chuyên giác nhập diệt tận định ở địa thứ bảy, cho Bồ Tát nhập diệt tận định trong từng phút từng giây để xa lìa tất cả tướng tự tánh của các pháp. Nhưng đó không phải của hàng nhị thừa, vì hàng nhị thừa có bao sự tạo tác nên rơi vào năng thủ và sở thủ, không đạt được tướng vô sai biệt của các pháp. Chỉ hiểu rõ tướng chung tướng riêng, pháp thiện pháp bất thiện. Do đó ở địa thứ bảy, các Bồ Tát trong từng phút từng giây đối với diệt tận định vẫn chưa chứng đạt. Này đại tuệ, ở địa thứ tám, các Bồ Tát thanh văn duyên giác không còn dựa nhờ ý niệm phân biệt từ tâm, ý, ý thức, bắt đầu từ địa thứ chín, thứ nhất đến địa thứ sáu. Các vị quan sát, ba cõi được sinh khởi từ sự phân biệt và tất cả không ngoài tâm, ý và ý thức, không thể có ngã và những gì thuộc về ngã, không có các đối tượng bên ngoài. Cái phàm phu không hiểu bản chất chứa nhiều tập khí xấu từ đời vô thủy đến nay, nên nơi tự tâm họ bị vận hành theo tướng năng thủ và sở thủ mà sinh ra chấp trước. Này đại tuệ, ở địa thứ tám, các Bồ Tát đã đạt tam muội đồng với niết bàn của các thanh văn chuyên giác, được năng lực của chư Phật hộ trì, nên đối với môn tam muội này họ không nhập niết bàn. Nếu không được chư Phật hộ trì, họ không thể hóa độ tất cả chúng sinh, không thành tựu trọn vẹn Như Lai địa, cũng sẽ dứt đứt đoạn chủng tánh của Như Lai. Thế nên chư Phật giảng thuyết những công đức lớn không thể nghĩ bàn của Như Lai, làm cho các Bồ Tát đã đến tận cùng không nhập niết bàn. Còn hàng thanh văn chuyên giác đam mê trong hạnh phúc tam muội, do đó vẫn giữ ý tưởng về niết bàn. Này đại tuệ, ở địa thứ bảy, Bồ Tát quan sát rõ về tâm, ý và ý thức, và ngã và những gì thuộc về ngã, sự chấp trước, sự vô ngã, sự sinh các pháp, hoặc sinh khởi hoặc đoạn diệt, tướng chung, tướng riêng. Các vị ấy xác quyết khéo léo như bốn vô ngại biển. Vị ấy được tự tại nơi tâm muội, do nhờ nhập vào các địa và đầy đủ pháp Bồ Đề Phật. Này đại tuệ, ta sợ các Bồ Tát không hiểu rõ tướng chung và tướng riêng, không biết trình tự tương tục của các địa, sẽ rơi vào những kiến giải sai lầm của các nhà ngoại đạo, nên ta nói về những điều này. Này đại tuệ,
Thực ra không có cái gì sinh ra, không có cái gì biến mất, tất cả không ngoài sự thấy của chính từ nơi tâm và trình tự liên tiếp của các địa, sự vận hành trong ba cõi. Người ngu không hiểu được điều này, do vì sự không hiểu của họ mà ta và các đức Phật giảng thuyết như vậy. Này đại tuệ, hạ thanh văn duy nhất ở địa thứ 8 của các Bồ Tát Vi Định Bài Đồng. Với sự an lạc nơi tâm mũi nên chưa thông hiểu rốt ráo rằng không có gì ngoài những điều được thấy tự tâm. Tâm họ bị ràng buộc vào những tập khí sinh ra do ý niệm về tướng chung, về tướng điên. Họ chấp vào hai vô ngã, khởi lên cái biết về Niết Bàn, dù không phải là trí tuệ hoàn toàn vắng lặng. Này đại tuệ, các Bồ Tát nhận thức về sự an lạc của tâm mũi vắng lặng, liền dẫn đến tình thương vô biên, do bản nguyện đã phát. Các vị tu hành trọn vẹn 10 nguyện vô tận. Vì vậy các vị không nhập Niết Bàn, vì trong Niết Bàn không sinh quả phân biệt, không còn năng thủ và sở thủ. Các Bồ Tát này biết rằng tất cả chỉ tại tâm, nên không có ý niệm phân biệt đối với tất cả các pháp. Họ không rơi vào tâm ý và ý thức, không chấp trước các đối tượng bên ngoài hay bên trong. Nhưng các Bồ Tát đã không nêu lên nguyên nhân chính của pháp Phật. Tùy vào trí tuệ tự thân, các vị hành động điều gì đều phát khởi như vậy, do đã đạt được trí tuệ tự chứng thuộc Như Lai Địa. Này đại tuệ, như một người trong giấc mộng thấy mình tìm cách lội qua dòng sông, nhưng chưa qua hết dòng sông thì người ấy tỉnh mộng. Và khi tỉnh mộng rồi, người ấy sẽ nghĩ về những gì đã thấy, đây là thật hay giả, rồi lại thầm nói không phải thật, cũng không phải giả. Tất cả những dữ kiện đó là do thấy nghe biết tích tụ thành tập khí phân biệt qua các sự kiện. Ta đã tách rời ý niệm, các pháp hiện hữu hay không hiện hữu. Vì vậy ý thức của ta trong giấc mộng hiện tất cả những gì mà ta đã nhìn thấy. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát cũng như vậy, bắt đầu từ địa thứ nhất đến địa thứ bảy, cho đến tăng tiến nhập địa thứ 8, đạt vô phân biệt, thì tất cả các pháp giống như giấc mộng. Các vị xa lìa chấp trước năng và sở, quan sát tâm và những gì thuộc về tâm. Các vị nỗ lực quảng đại tu tập giáo pháp Phật Đà. Những ai chưa chứng đắc, các vị làm cho họ chứng đắc. Các vị các Bồ Tát này để lưu bỏ những ý tưởng phân biệt, vọng chấp phát sinh từ tâm, ý và ý thức, nên đạt được vô sinh nhẫn. Các Bồ Tát này đã đạt được Niết Bàn miên viễn. Là đại tuệ trong đệ nhất nghĩa, không có thứ bậc, cũng không có sự tương tục, sẽ liền tất cả cảnh giới phân biệt. Đây chính là pháp tịch diệt, tức là sự vắng lặng tuyệt đối. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Các trú xứ Phật địa, duy tâm không ảnh tượng. Đây là điều chư Phật đã, đang và sẽ nói. Thất địa thì có tâm, bát địa không ảnh tượng. Hai địa này gọi trú, địa cuối ta đã đạt. Tự chứng và thanh tịnh, địa này là của ta. Mê cõi tối cao, sắc của cánh tốt đẹp, vì nhiều khối lửa lớn, phát ánh sáng rực rỡ. Hóa hiện nơi ba cõi, mát mẻ, vui lòng người, hoặc là hiện biến hóa, hoặc biến hóa trước đây. Nơi ấy giảng cái thừa đều thuộc địa Như Lai địa. Địa thứ, địa 10 là thứ nhất. Thứ nhất là địa 8. Thứ 9 là địa 7. Thứ 7 lại là 8. Địa 2 là thứ 3. Thứ 4 là thứ 5. Thứ 3 là thứ 6. Vô tướng không thứ lớp. Phạm năm tính chất thường và vô thường của Như Lai. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Đại Tuệ là Bạch Thế Tôn, Như Lai ứng chánh đẳng giác là thường hay vô thường? Đức Phật đáp: Đại Tuệ, Như Lai là bậc ứng chánh đẳng giác, nên không thường cũng không vô thường. Vì sao? Vì bên nào cũng có sai lầm cả. Vì sao có sự sai lầm? Này Đại Tuệ, nếu Như Lai là thường thì mắc lỗi có những tác nhân sinh tạo. Vì các nhà ngoại đạo cho rằng tác nhân sinh tạo là thường hằng. Nếu Như Lai không thường thì mắc lỗi với những gì được tạo ra, đồng nghĩa với các uẩn là tướng và thuộc tướng. Và cuối cùng, các uẩn bị đoạn diệt, thành ra không có. Nhưng Phật Như Lai ta không có đoạn diệt. Này đại tuệ, tất cả những gì được tạo ra như cái bình, cái áo đều là vô thường.
Do đó Như Lai mà vô thường cũng không đúng. Và những sự vui, sự tu tập phước đức trí tuệ sẽ trở thành rỗng không, vô ích, vì những pháp tác thành Như Lai không khác gì với nguyên nhân. Thế nên Như Lai không phải là thường, cũng không phải là vô thường. Và này đại tuệ, Như Lai không thường hằng. Nếu Như Lai là thường, thì Như Lai sẽ giống như hư không và không trở thành do nhân. Này đại tuệ, với như hư không, không thường hằng, cũng không vô thường. Vì sao vì hư không tách rời ý niệm thường hằng và vô thường, hoặc đồng nhất hoặc khác, cả đồng và không gì, tất cả đều không đúng. Này đại tuệ, Như Lai không thường hằng. Và nếu Như Lai là thường, thì nó đó là bất sinh, giống như sừng thỏ, sừng ngựa, cá rắn. Này đại tuệ, có một ý nghĩa khác trong đó Như Lai được gọi là thường hằng. Vì sao? Vì trí tuệ hiện chứng thuộc pháp thường hằng. Vì trí tuệ chứng ngộ là thường hằng nên Như Lai cũng là thường hằng. Này đại tuệ, pháp vị, pháp trụ và pháp tánh được chư Phật Như Lai chứng đạt ngay liền, nên Như Lai dù có ra đời hay không ra đời thì pháp ấy vẫn tồn tại không khác. Trong sự chứng đắc của tất cả hàng ngoại đạo nhị thừa không phải là sự trống rỗng của hư không, nhưng hàng phàm phu không thể hiểu biết. Này đại tuệ, Như Lai là do tuệ giác thanh tịnh chứng ngộ pháp tánh mà thành, không phải do tập khí vô minh nói có trở tâm ý, ý thức và các uẩn xứ giới mà đạt được. Tất cả ba cõi đều bắt nguồn từ sự phân biệt hư vọng, còn Như Lai không bắt nguồn từ phân biệt hư vọng. Này đại tuệ, nơi nào có hai bên thì ở đó có thường hằng và vô thường. Như Lai không ở hai bên vì chẳng biết thực tướng của tất cả các pháp là bất sinh. Vì thế Như Lai không thường hằng cũng không vô thường. Này đại tuệ, bao giờ còn có một chút phân biệt theo ngôn từ sinh khởi thì còn có ý niệm sai lầm về thường hằng hay vô thường. Thế nên hãy đoạn trừ sự phân biệt về thường và vô thường bằng tuệ giác, không để cho tồn tại một mảy may nào. Đức Thế Tôn lặp lại bằng cái tụng xa lìa thường vô thường mà hiện thường vô thường, như luôn nhìn thấy Phật, không kiến giải sai lầm. Nếu chấp thường vô thường do ít mọi tích tập để trừ biết phân biệt, không nói thường vô thường, sự khẳng định hình thành tất cả đều lẫn lộn. Nếu chỉ biết tự tâm thì không còn tranh luận. Phẩm số sát na, lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Tuệ đã bạch Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con biết về sự sinh khởi và biến mất của các uẩn xứ giới. Nếu không có ngã thì ai sinh ra và ai diệt, và những kẻ phàm phu dựa vào sự sinh diệt đó nên không cầu chấm dứt khổ đau và mong chứng đắc niết bàn. Đức Phật nói, này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe ta nói. Này Đại Tuệ, Như Lai tạng là nguyên nhân của thiện hay ác, và tất cả các cõi của chúng sinh hay những gì hiện hữu đều được tạo ra từ đó. Ví như một diễn viên biến hiện nhiều hình trạng khác nhau và tách rời khỏi ngã hay những gì thuộc về ngã. Vì không hiểu điều này nên duyên vào ba hòa hợp, từ đó các kết quả sinh ra. Ngoài đạo không biết điều này nên chấp vào nguyên nhân tạo tác. Và những tập khí đạo huân tập từ vô thủy đến nay bởi sự suy luận sai lầm nên gọi là tàn tức sinh cùng bảy tức, là chỗ trú của vô minh. Ví như biển lớn, trong đó có sóng mãi cuồn cuộn, nhưng thể tướng của nó vẫn tương tục tồn tại không gián đoạn. Bản tánh thanh tịnh vượt khỏi sự hư giả của vô thường, xa lìa ngã luận. Còn bảy tức kia, như ý, ý thức, có sự sinh diệt trong từng mỗi niệm. Chúng được sinh ra bởi các duyên hòa hợp mà nguyên nhân là suy tưởng sai lầm về những hình sắc tướng trạng. Chúng không hiểu về sắc là những thứ được thấy chính tự tâm, đó chấp chặt vào danh tướng và khởi lên cảm thọ của lạc. Danh tướng ràng buộc. Con người được sinh ra từ tham, rồi tham lại sinh ra. Nếu nguyên nhân và sở duyên cùng thủ căn bị đoạn diệt, thì chúng sẽ không còn tương tục sinh, không còn nhận biết khổ lạc, vốn là từ phân biệt của trí tuệ. Hoặc lạc diệt tận định, hoặc lạc tứ thiền, hoặc nhập vào giải thoát chân thật. Ngay lúc ấy hành giả vẫn sinh ý niệm giải thoát vừa đạt, mà thật ra chưa chuyển tên tạng thức trong Như Lai tạng. Nó không có tạng thức, thì bài thức kia liền đoạn diệt. Vì sao? Vì sự phát khởi, vì sự phát triển của các thức tùy thuộc vào nguyên nhân và sở duyên này. Nhưng điều này không thuộc về lĩnh vực của những nhà ngoại đạo thanh văn duyên giác hay của những bậc tu hành hiểu biết hết. Họ chỉ biết tính chất của nhân vô ngã, chấp nhận tướng chung và tướng riêng của các uẩn xứ giới. Họ thấy được năm pháp, tự tánh các pháp là vô ngã,
nơi Như La Tạng tùy theo thứ bậc của các địa và được đoạn diệt dần dần, không bị các nhà ngoại đạo chủ trương kiến giải sai lầm làm dao động. Các vị ấy trụ nơi địa bất động, đạt được an lạc nơi mười tam muội. Nhờ trợ lực của chư Phật trong tam muội nên quan sát được pháp Phật dạy tại nghĩa bàn và quan sát sức bản nguyện của mình mà họ không trú vào an lạc của tam muội và thực tánh. Nhờ đạt được trí tuệ tự chứng ở vị này, không như là hàng thanh văn chuyên giác và các nhà ngoại đạo Bồ Tát đạt đạo mười thánh chúng, tánh và thân trí tuệ, do ý sinh ra, thoát khỏi các hạnh. Thế nơi này đại tuệ, các Bồ Tát muốn đạt đến giáo pháp cao siêu thì phải thanh tịnh Như Lai Tạng, còn gọi là tạng thức. Này đại tuệ, nếu không có Như Lai Tạng hay còn gọi là tạng thức thì sẽ không có sự sinh khởi hay biến mất. Nhưng các hàng phàm phu cho đến thánh nhân đều có sự sinh khởi hay biến mất. Do đó những bậc tu hành tuy thấy được nội cảnh và trú trong pháp lạc hiện tại nhưng vẫn không đi bỏ sự nỗ lực tinh tấn tu hành. Này đại tuệ, tàn thức Như Lai Tạng này, bản tánh không ô nhiễm, nhưng lại bị vô nhiễm, bị ô nhiễm bởi những cấu uế bên ngoài, làm cho không thanh tịnh. Nó xuất hiện ở nơi tất cả hàng thanh văn duyên giác và các nhà ngoại đạo, làm cho họ không hiện chứng được. Trong trường hợp này, đối với chư Như Lai, thì rất phân minh, hiển hiện, như thấy quả A Ma Lật trong bàn tay. Này đại tuệ, ta đã giảng kinh này cho phu nhân Thắng Mang và các Bồ Tát có trí tuệ thanh tịnh sâu xa với diệu khác. Ta nói về Như Lai Tạng, tên là Tạng Thức, cùng với bảy truyền thức, làm cho các thanh văn thấy được pháp vô ngã. Này đại tuệ, ta thuyết giảng cảnh giới Phật cho phu nhân Thắng Mang, chứ không phải cảnh giới của hàng thanh văn duyên giác hay ngoại đạo. Này đại tuệ, Tạng Thức của Như Lai Tạng này là cảnh giới Phật được hướng đến cho các Bồ Tát như Thầy. Những vị Bồ Tát có trí tuệ thanh tịnh, có năng lực hiểu biết phù hợp với ý nghĩa, chứ không phải chỗ của hàng thanh văn duyên giác hoặc ngoại đạo hay chấp chặt vào văn tự. Thế nên, Thầy và các Bồ Tát khác hãy nỗ lực quan sát tu tập đối với tàn thức Như Lai Tạng, không nên chỉ nghe được chút ít rồi bằng lòng cho là đủ. Đức Thế Tôn nói kệ Như Lai Tạng sâu xa, tường giới bảy thức, chấp thì nhị biên sinh, hiểu rõ nhị biên dứt, huân tầm được vô thủy, như ảnh hiện nơi tâm, quan sát đúng như thật, cái ảnh tượng không có. Người ngu thấy chỉ trăng, thấy tay vào thấy trăng, thấy tay nào thấy trăng, người chấp chặt văn tự, không thấy chân lý ta, tâm như con mũ rối, ý giống như anh hề, năm thức là bạn nữ, xem những tuồng vọng tưởng. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ Bạch, Bạch Thế Tôn sẽ tôn dạy cho con biết những khía cạnh khác nhau của năm pháp tự tánh, các thức và vô ngã, để con và các Đại Bồ Tát hiểu rõ những khía cạnh này mà tu tập, và dẫn đến các địa và đầy đủ các pháp của Phật, chúng con cũng sẽ đạt được địa vị tự chứng ngộ của Như Lai. Đức Phật nói, ta hãy lắng nghe những điều ta nói. Này đại tuệ, năm pháp tự tánh, các thức và vô ngã, đó là danh tướng, phân biệt, chánh trí, như như. Những bậc tu hành nào quan sát các pháp này sẽ nhập vào cảnh giới tự chứng của Như Lai. Họ sẽ xa lìa những kiến giải về thường, đoạn, hữu, vô. Họ sẽ được pháp lạc sâu xa của tâm muội trong hiện tại. Anh đại tuệ, vì người ngu không hiểu năm pháp tự tánh các thức vô ngã và vô ngã nên khởi ra phân biệt, thấy có những vật bên ngoài. Thật ra tất cả những thứ này được thấy từ tâm, và những bậc thánh thì không thấy như vậy. Bồ Tát Đại Tuệ Bạch, Bạch Thế Tôn, vì sao người ngu không hiểu và khởi lên sự phân biệt như vậy? Đức Phật nói, đại tuệ, người ngu không hiểu rằng đó chỉ là tên gọi giả lập. Tâm của họ chạy theo dòng dao động. Khi nhìn những tướng trạng, họ chấp vào cái ngã, vào ngã với những gì thuộc về ngã, đắm say nơi sắc. Trí tuệ bị bao phủ bởi vô minh nên sinh khởi tham, sân si, tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng. Giống như con tầm làm kén, ý tưởng sai lầm của con người tự quấn họ rơi vào biển sinh tử luân hồi, giống như bánh xe kéo nước mãi quay vòng không dứt. Họ không biết rằng tất cả các pháp như huyền hóa, như sóng nắng, như bóng trăng trong nước,
được thấy bởi tự tâm, sinh khởi từ vọng tưởng phân biệt, không dính dấp gì đến năng thủ và sở thủ. Cùng với sinh, trụ và diệt, họ cho rằng cái pháp được sinh ra từ tự tại thiên, từ thời tiết vi trọng hay từ một thần linh tối cao. Do đó họ trôi theo dòng danh tướng. Này đại tuệ, tướng ở đây có nghĩa là những gì được nhìn thấy cho nhận thức, và đó là sắc, nghe, ngửi nếm, thân thể và ý thức. Được nhận thức là âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và ý niệm. Tất cả những thứ này ta gọi là tướng. Sự phân biệt có nghĩa là các tên gọi được đặt ra để nêu chỉ các tướng, như là voi, ngựa, xe, người đi bộ, nam nữ. Những tên gọi như vậy được nêu ra để chỉ về các tướng của nó. Những sự thể như vậy được chỉ định không khác. Đây gọi là sự phân biệt. Chánh trí nghĩa là danh và tướng được xem như một sự hỗ tư, do đó không còn sự sinh khởi của tâm thức. Vì không có cái gì đoạn diệt, hay không có cái gì thường trụ, và không còn bị rơi vào cấp độ của hàng ngoại đạo hay thành phần duy giác. Đây gọi là chánh trí. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát nhờ chánh trí này mà quán sát danh và tướng là phi hữu hay phi vô. Khi các kiến thức sai lầm và ý niệm dị biên làm tổn hại sự lợi ích của được lìa bỏ, thì các danh tướng và các thức không còn sinh khởi. Ta gọi pháp này là như như. Này đại tuệ, đại Bồ Tát nào đã an trú trên như như thì sẽ đạt đến trạng thái không chiếu hiện, để đến hoan hỷ địa sẽ được các cõi ác của ngoại đạo nhập vào pháp xuất thế. Khi là thuần thục các pháp tướng, để nhận ra rằng tất cả các pháp giống như huyễn, nên đạt được pháp thực hành của thánh trí tự chứng, vế vượt khỏi sự lập luận lý thuyết. Trong quá trình tự tu tập như vậy nên đạt đến pháp vấn địa. Sau khi đã đạt pháp vấn địa, giới thành tựu quả vị Như Lai, nơi ở những bông hoa của tám muội, các năng lực thần thông tự tại đều nở rộ tròn đầy. Khi đã thành tựu Như Lai rồi, với các chúng sinh nơi đi ấy như mặt trăng trong nước, hiện thân chiếu sáng khắp nơi, vẽ giảng pháp cho các chúng sinh tùy theo sở yêu thích của họ. Thân của vị ấy thanh tịnh, thoát khỏi ý muốn của tâm, thành tựu trọn vẹn những thể nguyện rộng lớn và đầy đủ 10 nguyện vô tận. Đây gọi là những gì Đại Bồ Tát đã đạt được khi nhập vào như như. Bồ Tát Đại Tuệ là bạch Bạch Thế Tôn, và chăng ba tự tánh là gồm trong năm pháp, hay ba tự tánh có đặc tính riêng của tụi nó? Đức Phật nói, này Đại Tuệ, ba tự tánh tám thức và hai pháp vô ngã đều gồm trong năm pháp. Danh và tướng của chúng là tánh vọng chấp, vì thì thuộc vào chúng nên sự phân biệt sinh khởi về tâm. Tâm sở pháp sẽ ra đồng thời như mặt trời cùng với ánh sáng là tánh duyên khởi. Chánh trí và như như thì bất diệt, danh là tánh duyên thành. Này đại tuệ, khi có sự chấp chặt vào những gì được thấy từ tâm thì có tánh thứ phân biệt khởi lên. Điều này do tướng sai biệt chứ hoàn toàn không có thật, chỉ là tánh vọng chấp mà thôi. Nếu hai loại chấp ngã không còn thì hai trí vô ngã được sinh trưởng. Này đại tuệ, năm pháp này bao gồm tất cả giáo pháp Phật và gồm cả trình tự các địa thanh văn duyên giác Bồ Tát Như Lai nhập vào tánh trí tự chứng. Này đại tuệ, năm pháp nghĩa là tướng, danh, phân biệt, như như và chánh trí. Trong đó tướng nghĩa là cái được nhìn thấy, mỗi hình dáng có nét riêng biệt như hình ảnh, màu sắc, đây là tướng. Hay dựa vào các hình tướng đó mà người ta đặt tên như cái bình, vân vân. Do đó người ta gọi cái này như thế này chứ không phải như thế kia, đó là danh. Và khi các tên gọi được nêu ra thì hiển lộ các tướng mà cho rằng đây là tâm hay thuộc về tâm, đây gọi là sự phân biệt. Bốn, thật ra danh và tướng này cuối cùng hoàn toàn không có, mà đó chỉ là dòng phân biệt của dòng tâm. Quan sát như vậy cho đến khi nào sự nhận thức cũng không còn thì gọi là như như. Năm, là đại tuệ, tướng như như này được định danh, được định nghĩa là chân thật, quyết định, cứu cánh, căn bản tự tánh cho thể nắm bắt. Tại mà các Đức Phật đã tùy thuận chứng nhập thật tướng này một cách trọn vẹn để khai thị thuyết giảng cho mọi người.
Nếu ai đối với pháp này có thể tùy tâm hiểu rõ thật đúng đắn, thì vĩnh viễn xa lìa kiến niệm giai đoạn hay thường, và không còn sinh cõi phân biệt, chập vào thánh trí tự chứng, ra khỏi cảnh giới của các nhà ngoại đạo già dị thừa, đây gọi là chánh trí. Này đại tuệ, năm pháp này bao gồm cả ba tánh tâm thức và hai vô ngã của tất cả pháp giáo pháp của Phật. Này đại tuệ, đối với pháp này ông hãy khéo léo thông đạt bằng trí tuệ tự chứng, và khuyến khích người khác cũng được thông đạt như vậy. Một khi đã thông suốt giáo pháp này rồi, chắc chắn tâm thầy sẽ không bị người khác làm lay chuyển được. Đức Thế Tôn nói kệ: năm pháp ba tuệ tánh cho đến tám loại thức cùng hai pháp vô ngã đều gồm trong đại thừa, danh tướng và phân biệt thuộc trong hai tuệ tánh, chánh trí và như như đó là tướng viên thành. Lúc bấy giờ Bồ Tát đại tuệ bạch Bà Thế Tôn trong kinh Thế Tôn dạy: chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nhiều như số các sông Hằng, điều này có thể chấp nhận theo nghĩa bình thường hay còn có nghĩa nào khác? Đức Phật bảo đại tuệ: không nên hiểu theo nghĩa bình thường. Lại đại tuệ, chư Phật trong ba đời không thể viết bằng các sông Hằng. Vì sao? Vì Như Lai là bậc cao tột, siêu việt nhất trong thế gian, nên không thể so sánh, hay có thể dùng ví dụ để so sánh được. Có chăng chỉ là ví dụ một chút nào đó thôi. Ta vì các hàng phàm phu và những nhà ngoại đạo, tâm thường chấp chặt vào ý niệm thường hay vô thường, tăng trưởng kiến giải sai lầm, bị trôi lăn trong dòng luân hồi sinh tử, mà làm cho họ sẽ lìa nhàm chán những hy vọng cao vời, cho rằng Phật sẽ dễ thành và sẽ dễ gặp. Những ai nghe ta nói rằng Như Lai khó gặp như hoa ưu đàm, họ liền thoái tâm và khiếp sợ, không còn có lúc tinh tấn. Cho nên ta bảo Như Lai nhiều như số các sông Hằng. Có khi ta quan sát về đối tượng để giáo hóa, nên nói rằng Phật khó gặp như hoa ưu bát với ưu đàm bát. Này đại tuệ, chưa có ai từng thấy hoa ưu đàm bát. Ta đang thấy hay sẽ thấy hoa nở cả, còn Như Lai thì đã thấy, đang thấy và sẽ thấy. Này đại tuệ, ví dụ như vậy chẳng liên quan gì đến tự pháp, vì tự pháp là cảnh giới chân lý, là thánh trí nội chứng, nó vượt khỏi tất cả những gì trong thế gian có thể lấy làm thí dụ hay so sánh được, tất cả phàm phu không thể tìm hiểu được. Này đại tuệ, chân lý Như Lai vượt khỏi mọi ý niệm được nhìn nhận bởi tâm, ý và ý thức, nên không thể lập thí dụ nơi Như Lai được. Nhưng đôi khi cũng lập giả thiết cho rằng Như Lai sánh với số các sông Hằng và không có gì nghịch lý nhau. Này đại tuệ, vì như các sông Hằng có bị dẫm đạp bởi rùa, cá, voi, ngựa, thì các vẫn luôn trong sạch, không ô nhiễm, vì không sinh khỏi phân biệt. Thánh trí Như Lai giống như các sông Hằng và các năng lực thần thông, sự tồn tại của Như Lai như là các ấy. Cho dù bị cá, rùa, ngoại đạo tranh nhau đến khóa nhiễu, mà Phật vẫn không sinh khỏi một ý niệm phân biệt nào. Vì sao? Vì bản nguyện của Như Lai là đem an lạc của tam muội ban bố khắp mọi loài, như các sông Hằng không có tâm niệm yêu ghét và không có sự phân biệt. Này đại tuệ, bây giờ các sông Hằng mang tính chất của đất, khi cuối kiếp lửa cháy thiêu tất cả đất, nhưng đại địa ấy không mất bản tánh, luôn cùng với hỏa đại cơ hội phát sinh. Những người ngu muội cho rằng đất bị đốt cháy, nhưng thật ra đất không hề bị cháy, vì đất là nguyên nhân của lửa. Pháp thân Như Lai cũng như vậy, như các sông Hằng không bao giờ bị hoại diệt. Này đại tuệ, ví như các sông Hằng không có hạn lượng, ánh sáng của Như Lai cũng như vậy, chứ khắp hội chúng của tất cả chư Phật vì muốn đưa vô lượng chúng sinh để cho thành tựu viên mãn. Này đại tuệ, ví như các sông Hằng và giữ bản chất cát của chính nó, không bị biến đổi làm vật khác, Như Lai cũng vậy, không sinh khởi, không đoạn diệt trong thế gian, và những gì có nhân sinh khởi chắc chắn sẽ đoạn diệt. Này đại tuệ, ví như các sông Hằng lấy đi thì không thấy giảm, bỏ thêm thì không thấy nó tăng thêm. Chư Phật cũng vậy, dùng trí tuệ phương tiện để giáo để hóa độ chúng sinh thì không tăng không giảm. Vì sao? Vì pháp thân Như Lai không có thân. Này đại tuệ, vì có thân nó có sự hoại diệt, pháp thân thì không có thân, cho nên không hoại diệt. Này đại tuệ, với như các sông Hằng, dù cho có nhập công để tìm lấy dầu thì cũng không bao giờ có được. Như Lai cũng vậy, cho dù phải mang nặng khổ đau của chúng sinh cho đến những chúng sinh ngu xuẩn nên chưa vào hết nước bàn, thì Như Lai không bao giờ để bỏ tâm nguyện sâu xa, vì hạnh phúc của họ trong khắp pháp giới cũng không thể được.
vì sao vị Như Lai đã thành tựu trọn vẹn tâm nguyện đại bi. Này đại tuệ, vì như các sông Hằng không bị dòng nước kéo theo, chứ không bị kéo theo nơi không có nước. Như Lai cũng vậy, tất cả pháp Như Lai thuyết đều thuận theo dòng niết bàn. Do đó mới bảo rằng chư Phật Như Lai giống như các sông Hằng. Này đại tuệ, pháp Như Lai thuyết giảng không theo các cảnh giới, vì cảnh giới nghĩa là hoại diệt và không thể biết được ngọn nguồn sinh tử. Đã không thể biết được thì làm sao ta có thể nói ý nghĩa của cảnh giới. Này đại tuệ, ý nghĩa của cảnh giới là đoạn diệt và người phàm phu không biết được điều này. Bồ Tát đại tuệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, nếu ngọn nguồn của sinh tử không thể biết được thì các chúng sinh ở trong sinh tử làm sao biết được sự giải thoát? Đức Phật nói: Này đại tuệ, khi biết rõ thế giới bên ngoài là những gì được nhìn thấy từ tâm, thì những nguyên nhân tập khí sai lầm, giả dối từ vô thủy sẽ đoạn diệt, vì những phân biệt được chuyển y. Và đó là giải thoát, chứ không phải là hoại diệt. Do đó không thể nói gì về vô cùng, vô cực được. Này đại tuệ, không cùng cực chỉ là một cái tên khác của phân biệt. Này đại tuệ, tách rời tâm phân biệt thì không còn một chúng sinh khác. Khi các pháp bên trong và bên ngoài được quan sát bằng trí tuệ, thì năng tri và sở tri đều phân bằng. Này đại tuệ, tất cả các pháp chỉ là những gì được nhìn thấy từ sự phân biệt của tự tâm, vì không hiểu biết nơi sinh khởi tâm phân biệt. Nếu hiểu rõ thì tâm phân biệt không còn. Đức Thế Tôn nói kệ: Quan sát các đạo sư, vì như các sông Hằng không ngoại cũng không đi, đó là người thấy Phật. Vì như các sông Hằng hoàn toàn không lầm lỗi, các luôn trôi thuận dòng, Phật tánh cũng như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, xin Đức ông dạy cho con biết tướng hoại diệt trong thường sát na của tất cả các pháp. Các pháp được gọi là sát na nghĩa là gì? Đức Phật nói: Ông hãy lắng nghe ta dạy. Này đại tuệ, tất cả các pháp đó là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu vi hay vô vi, pháp thế gian hay xuất thế gian, pháp hữu lậu hay vô lậu, pháp hữu thọ hay vô thọ. Này đại tuệ, tóm lại tâm ý, ý thức và tập khí là nguyên nhân tăng trưởng của năm thủ uẩn, do đó hàng phàm phu sinh phân biệt cho là thiện hay bất thiện. Còn bậc trí thiện hiện trú nơi an lạc tai mũi thì được gọi là pháp thiện vô lậu. Và này đại tuệ, thiện và bất thiện chỉ là chỉ cho tám thức. Tám thức là gì? Nghĩa là Như Lai tạng, gọi là tạng thức. Ý và ý thức gồm năm thân thức, thân năm thức. Này đại tuệ, thân năm thức hợp cùng ý thức, có sự tương tục tiếp nối không gián đoạn, nhờ sự khác biệt của thiện hay bất thiện vận hành liên tục, tại ấy không khác, cứ sinh rồi diệt, vì không hiểu rằng những gì hiện hữu không ngoài cảnh giới tự tâm, nên các thức khác sinh khởi theo trình tự của sự phân biệt, sự hiện diện ban đầu. Ý thức cùng hợp nhất với năm thức kia, ghi nhận các tướng trạng và hình ảnh khác nhau, nó không giữ yên được một sát na nào. Điều này ta gọi là pháp sát na. Này đại tuệ, Như Lai tạng được gọi là tạng thức, cùng giới ý và kết hợp với các tập khí, đây là pháp sát na. Tập khí vô lậu không phải là pháp sát na. Các nhà luận thuyết và các phàm phu không thể hiểu pháp sát na này, vì họ không hiểu pháp tánh sát na và phi sát na của tất cả các pháp, nên chấp vào vô vi, đồng với sự hoại diệt của các pháp, nên rơi vào đoạn kiến. Này đại tuệ, thân năm thức thì không bị lưu chuyển, không bị khổ lạc, cũng không phải là nhân của niết bàn. Nhưng Như Lai tạng kết hợp cùng với nhân thọ khổ lạc, nó có sinh diệt, do bị bốn tập khí làm che lấp mê muội. Những người ngu tâm chứa đầy sự phân biệt, không hiểu rõ nên sinh khởi kiến giải về sát na. Này đại tuệ, như vàng, kim cương và xá lợi của Phật có đặc tính riêng của chúng, nó không bao giờ bị tổn hại. Nếu đạt chứng ngộ pháp là pháp sát na thì bậc thánh trí sẽ chẳng phải là thánh, nhưng bậc thánh đó chưa từng phải là thánh. Như vàng, kim cương cứ trải qua thời gian lâu dài mà cân lượng vẫn không bị giảm. Như vậy tại sao kẻ ngu không hiểu được lời thâm mật của ta đối với tất cả các pháp mà có ý tưởng về sát na? Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thường dạy, nếu ai thành tựu sáu pháp A La Mật, tức là đạt đến chánh giác, sáu pháp A La Mật là những gì và người ta thành tựu như thế nào? Đức Phật nói: Đại Tuệ, có ba loại ba la mật khác nhau, đó là thế gian, xuất thế gian và siêu xuất thế gian tối thượng. Này Đại Tuệ, ba la mật thế gian nghĩa là
do nấm đấm trước vào ngã. Những gì thuộc về ngã mà những kẻ phàm phu chấp chặt vào dĩ biên, tiên cầu các thân, tham thế giới hình sắc. Thế nên họ tu hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn tiền định ba la mật, họ đạt được thần thông, được sinh vào cõi phạm thiên. Là đại tuệ ba la mật suốt thế gian nghĩa là hàng thành phần chuyên giác chấp trước về niết bàn, mới có niềm vui cho đến chính mình. Nên họ tu tập các ba la mật này. Là đại tuệ ba la mật vượt thế gian tối thượng, nghĩa là các đại bồ tát hiểu rõ đối với hai pháp tự tâm, như là những gì được hiện hữu từ sự phân biệt, họ không sinh vọng tưởng, không sinh chấp trước, không chấp sắc tướng. Vì muốn làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, nên các vị ấy thường tu hành bố thí ba la mật, họ không hề sinh khỏi tâm phân biệt đối với các cảnh giới. Họ tu hành trì giới ba la mật tức là không bao giờ sinh khỏi sự phân biệt, và biết trọn vẹn về tự tánh của năng thủ và sở thủ, đó là nhẫn nhục ba la mật. Nỗ lực tu tập từ những từ đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, không phút giây giả đãi, trong sự tùy thuận hiểu rõ những thật nghĩa, không sinh phân biệt. Đây gọi là tinh tấn ba la mật. Không sinh phân biệt, không khởi kiến giả gì niết bàn của hàng ngoại đạo, đó là thiền định ba la mật. Dùng trí quan sát, tâm không phân biệt, không rơi vào dị biên, làm thanh tịnh sở y mà không hoại diệt, đã đến cảnh giới nội chứng của trí tuệ bậc thánh. Đây gọi là bát nhã ba la mật. Đức Thế Tôn nói kệ: ngu phân biệt hữu vi, không vô thường sắc na, phân biệt nghĩa sắc na như sông đèn hạt giống. Tất cả pháp không sinh, tịch lặng không tạo tác, tất các việc đều lìa, ta gọi nghĩa sắc na. Sinh diệt nối tiếp nhau, không nói cho người ngu, như tương tục không dứt, phân biệt khỏi các cõi. Vô minh là nguyên nhân, tâm từ đây sinh khởi, sắc chưa rõ từ đâu, trong ấm trú chỗ nào. Tương tục diệt không ngừng, tâm khác được sinh ra. Khi không trú nơi sắc, tâm dựa vào đâu sinh? Nếu tâm duyên đâu sinh, nguyên nhân này không thực, nhân giả thể không thành, làm sao sắc nơi mất? Người tu hành chánh thọ, kim cương sáu loại Phật, đến cung Quan Âm thiên, không bị diệt ở đời. Để như là viên mãn, vậy thì kheo chứng đắc tánh các pháp thường trú, làm sao thấy sắc na? Càng tắc thành càng các sắc huyễn, sao không phải sắc na? Đại chúng không thực tánh, sao nói có thể tạo? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh Đại Thừa, nhập Lăng Già, quyển 5. Vì đem công đức này trên nghi Phật tịnh độ, trên bộ ăn nặng dưới của ba đường, nếu qua thấy nghe Phật tâm Bồ Đề, hãy báo thân này xin dịch con cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Thừa Đại Bi Thế Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.